Chào anh em nhé. Chào anh em nhá. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Thì hôm nay mình với thằng em này vừa đi bẫy được hai con gà rừng. Đây này các bác này. Đấy. Đây, một đôi luôn. Một đôi vợ chồng gà rừng này. Thì hôm nay chưa biết là làm được nên làm cái món gì. Khả năng là nướng các bác nhỉ. Nướng liệu ngon không? Ngon đấy, nướng ngon. Vâng. Thì đây này các bác này. Đây. Bác, đây nướng ngon đây rồi này. Đây là gà béo rừng lắm, này. Béo lắm. Đây, chân của nó. Chân của nó bé, rất là bé này. Đấy, đặt thôi. Đấy, các bác nhìn này. Cái chân gà rừng của nó đây. Rất là bé, bé tí luôn đấy. Đấy, và cái đồ rừng thì bao giờ nó cũng rất là ngon. Thì hôm nay anh em chúng tôi định nướng các bác. Đấy. Ăn nấu canh gừng nghệ mãi rồi thì hôm nay thử nướng một phát muối ớt hạt dổi xem có ngon không nhá. Rồi bây giờ anh em chúng tôi đi thịt gà đã. Đấy thì bây giờ là bắt đầu đi làm lông rồi các bác này. Đấy, nếu mà bác nào mà được ăn thịt gà rừng rồi thì các bác biết thịt nó rất là ngon và rất là ngọt. Béo lắm. Đấy, những cái gọi là rừng thì bao giờ nó cũng rất là đặc sản luôn. Đấy. Đây là gà rừng tự nhiên nha các bác ơi. Đấy. Không phải gà rừng nuôi nước gì cả. Đấy các bác nhìn con gà rừng bao giờ nhìn cái chân của nó bé tí mà cái chân của nó bao giờ màu xám xịt dài ngoằng này. Đấy. Nó bé thôi, gà rừng thì thường là một con to thì cũng được khoảng độ 6 đến 7 lạng. Nó rất là bé nhưng mà ăn thịt thì rất là ngon. Gà nhà của mình là không bao giờ bằng được. Đấy. Vâng, đây gà đây các bác ơi. Đấy. Thì hôm nay đấy, gà bé lắm. Đây các bác này. Đây. Nó bé đúng bằng cái bàn tay thôi, gà rừng. Đấy. Mình ướp vào đây một ít muối ớt hạt rồi. Nó thơm. Đấy, muối ớt này, hạt dồi, hạt tiêu. Đấy, ướp vào. Ướp vào một chút cho nó thơm các bác ạ. Đấy. Con này cũng thế. Rồi còn đây là muối này các bác này. Đấy thì sau khi tham khảo ý kiến anh em thì nướng thì cũng rất là lâu và rất là mất thời gian. Thì mình sẽ mang hai con gà rừng này đi gọi là món là gà rừng nổ muối hột. Đấy, muối này bây giờ mình sẽ rang cho nó khô đi. Đấy, xong là cho gà vào thôi. Gà này cho xả và lá chanh vào đây thơm. Rang cái này cho nó khô nhá. Đây các bác ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho xà và lá chanh vào nhá. Cho nhiều một tí. Đây, cái xà này mình đã đập và dập đi rồi. Đấy, cho nó thơm. Lâu lâu rồi không làm cái món này. Rồi, đấy. Đấy, cho gà vào thôi. Món này thơm lắm. Đấy, đây là các bác này, tôi đã đặt lên bếp rồi. Nhưng mà cái này gà này khoảng độ mình sẽ tính thời gian khoảng độ 45 phút là nó sẽ chín. Nó rất là thơm. Thơm cái mùi muối nổ và cái mùi xả lá chanh. Đã được hấp chín rồi. Thế nên là quyết định bỏ ra ra. Đây. Đủ rồi. Đau quá. Tắt đi, sau đây nhá. À, sau đây là nhấc ra ra. Cho ra đi. Thế thôi nhỉ. Ui giời.
Ý, các bác ơi, này nhậu ngon lắm. Không có chị để nói, và từ từ đã, còn mấy món nữa, mấy món món này món ở bên trong. Đấy, mình phải cũng phải bỏ ra cùng. Đấy. Thơm, thơm lắm. Rồi, bê lên đi. Đẩy anh cũng đẩy cái vùng. À, bây giờ anh em đem đi trước kia anh em để thử thức coi nhỉ. Kia đi. Đấy, rất tuyệt vời. Chứ còn nếu mà mình cắt thì phải cắt đúng cái thớ của nó thì mới cắt được. Đấy, phải như thế này. Đấy. Còn bên trên của cổ cánh gà này ấy, thì mình lại cắt cái cổ riêng ra. Đấy. Nếu cái cổ đấy. Rồi, ok, cảm ơn bác nhá. Rồi. Chúc chúc phải bác nhá. Rồi. Cảm ơn anh em nhá. Nha. Rồi. Đấy. Thế rồi. Năm mới anh em mình cùng nhau chúc nhau một cái sức khỏe dồi dào. Lúc nào cũng như lúc nào nhá. Và cháu mời bác cái nhỉ. Rồi ok. Ui trời ơi. Năm mới mà mình ăn hết cái này thì đùa sáng năm mới mình khả năng là phải nghe ra. Mời anh em nhá. Ok đi. Mời chúc anh em sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn phát đạt nhá. Vâng, cảm ơn chú. Ngon. Cái gà đấy dai cái nhỉ bác nhỉ? Làm thử miếng nào bác. Cái... cắn luôn phải bóc làm cái gì. Không. Đấy. Chấm vào đây. Chấm. Đấy, chưa có nước chấm hay sao? Chưa ngọt. Ừ. Đây, phải chấm vào cái chấm vào cái ớt và coi như có cả hạt dổi thứ nước chấm nó phải ngon này, trước khi mình chấm phải đưa lên này. Đấy, được bắt. Xin phép anh em nhé. Ngon nữa. Tuyệt vời không? Phải nói là không có gì chứ. Chứ còn thêm một tí nữa cho nó phê luôn. Là rau thơm. Ngon. Uy tín. Ngon các bác. Ai, tôi... hôm nay anh em mình bắt được con gà rừng. Ừ. Hai con thì có nhà về anh em mình ăn Tết, tôi nhà người ta thì mổ ra nhà bác. Mình mổ con gà rừng. Ừ. Đây không tin là cái chân nó đen xì đây, ngọt đây, chân đen xì nhá, con gà coi bé tí luôn, ngọt dã man luôn, mà ngọt thân đỉnh, không có tí gì để mà nói, ngon quá. Vâng. Xin mời các bác nhé, nhậu cùng anh em chúng tôi nhé. Thôi dùng đi anh em ơi. Rồi anh em nhá. Rồi cảm ơn anh em. Rồi. Ui dồi ôi, thịt gà rừng ăn nó ngọt không? Dài lắm, dài lắm bác. Dài à? Dài. Câu thịt gà rừng ăn nó phải như thứ. Cho rượu anh em ơi. Rồi anh em ơi, làm tí đi. Đi chai rồi đây. Đấy, cũng rượu hết mà. Cay quá. Cay. Cay các bác ạ. Nhưng mà cay thế ăn mới sướng. Gà rừng là phải cay. Còn như mình bây giờ mình cũng thưởng thức một miếng gà rừng xem sao nhỉ. Ừ. Đây này. Đấy, cái cong gà rừng nó phải to như thế này. Đấy, có cả tí phóc câu ở đây nó mới thơm thơm. Đấy. Thế bây giờ mình phải chấm này, chấm nó bắt đầu xin phép anh em nhá. Mình chấm muối tiêu chanh. Đấy, thì gà rừng là muối tiêu chanh và ớt. Đấy, và bây giờ mình sẽ làm một miếng hết cỡ. Coi là phồng mồm luôn này. To quá. Đó. Nó ngon quá. Ngon quá, ngon nên mình ăn từ từ. Ngon nên mình phải ăn từ từ. Ngon mình ăn nhanh nó hết miếng ngon là sau còn nào sau miếng ngon mình ăn nữa phải không? Thế rồi mình phải ăn được. Miếng ngon. Cái loại gà rừng này thi thoảng mới gặp thôi các bác ạ. Nó hiếm lắm. Công nhận là hôm nay có năm cũng không được ăn con nào ấy. Không phải đâu. Hôm nay là con gà, hai con gà nó bay vào đúng vào cái lưới của mình. Thế tự dưng bắt được. Khổ thế Nguyệt. Thôi. Thì năm mới anh em mình có gặp con gà rừng này. Gà nhà mình ăn sốt hơn, ăn con gà rừng cho nó đấy, chân đúng đen nhé. Đúng rồi. Đấy. Anh em mình ok nha. Tôi ông làm cái ông ăn hết cái kia rồi tôi ông làm phát cạch chân gà. Ok. Cảm ơn bác nha, rất tuyệt vời. Ok chưa? Làm đi nữa.
Cái loại này mà không có cái này hãm vào là không ngon đấy. Nó đúng rồi. Kiểu gì ấy. Đấy, đúng rồi. Phải có con rượu, hãm rượu, hãm rượu. Xà. Ui, tuyệt vời. Đỉnh luôn. Sóc ca cho gà. Đây gọi là bài sóc ca cò gà. Làm thêm tí châm cho đại ca cái. Châm đại ca bật ra cái này, châm cho đại ca. Mà cái điều thuốc mà sao là đại ca hút chưa vào tí là. Mày châm đại ca cái. Ngon quá. Ô. Ô. Cậu ăn rồi, mời tôi bữa ngầu rồi. Ngầu. Uy tín luôn. Uy tín. Hút trứng không? Đây. Bây giờ là xì gà Cuba ấy. Của xì gà của ngày xưa đến tận bây giờ vẫn còn ngon quá. Làm thêm miếng nữa. Xì gà Cuba ấy. Nhai sửa luôn. Cẩn thận tí say nhá. Đấy, phải hút cho phải xúc miệng cái. Cái gì cái mình phải ăn mình phải có xúc miệng. Rồi anh em mình đồng khởi cái nhỉ. Rồi, anh em đồng khởi cái gì. Nhưng mà rồi. Cái gà này là... tạm duyệt. Cứ để đấy. Để tí nữa. Thôi anh em mình đồng khởi cái đi. Cứ để đấy, nó khắc cháy âm mỉ hút dần. Ăn ăn thịt gà rừng xong rồi cao thủ ấy. Cao thủ ấy. Ăn thịt gà rừng hút không xì gà. Hút được hôm qua ai không được đấy điều này. Hút đi. Ta với đâu. Ta đang bảo tí uống nó chén rượu xong là hút điếu xì gà nhá. được. Anh em mình năm mới. Rồi. Chúc tất cả anh em một năm mới coi an khang thịnh vượng. Mọi người gia đình đều mạnh khỏe nhá. Rồi. Rồi ok. Rồi, chào anh em. Bây để uống rượu hãm với xì gà. Đại gia này có ăn uống như thế. Ồ, phê nhỉ. Nhưng mà nặng lắm. Điếu xì gà coi nếu mà cầm vào thì rất là đẹp. Nhưng mà hút vào rất là phê. Em có gì cho cả nhá. Đạp thêm hơi được. Tiêu chanh. Rồi là hạt rồi này, có khén này. Đấy, như thế này bây giờ mình mới ăn được. Thế là quyết định mình phải ăn cái còng gà này cho nó hết đi. Ừ. Rồi, mời anh em nhá. Đó. Ừ. Ôi, gọi, thử ạ. Gọi là... hình như vớ vào hột. Thì bắn vào ấy. Đạn ạ. Cẩn thận. Thương. Nhưng mà nhai cẩn thận nhá. Không phải mẹ tí gãy răng đấy. Nhai phải bi nhá. Bi thật có bi. lúc này cái kia nó vẫn có cái mặt đây. Có hột gì ấy. Thôi, không sao cả. Rồi. Nuốt luôn. Đồng khởi chén này. Anh em mình năm mới thì ok chưa? Ok nhá. Tuyệt vời rồi. Cảm ơn anh em, chúc sức khỏe anh em nhá. Vâng, và video của tôi xin phép đến đây kết thúc nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau. Xin chào. Xin chào. Chúc mừng năm mới. Ok. Chúc mừng năm mới.